dâu xanh cho qua nuôi dâu. Nuôi dâu cái mắc kẹt ở đây luôn, không đi bằng được, không về được luôn. Sau này mới được xin mà được cái file mà mình đăng ký trên mạng nè. Bây giờ về quê thì thấy khỏe, rất là phấn khởi. Cũng nhờ mà bên lực lượng quân sự bộ đội mà giúp đỡ chứ không đỡ không biết sao về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.